và hello xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và nếu như mà các bạn là người đầu tiên để xem cái video của mình này là lần đầu tiên luôn á, thì nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe và để ủng hộ kênh của mình nha. Và nếu như bạn là người đã xem video của mình từ rất là lâu rồi đó mà các bạn thấy video của mình hợp lý, hay và bổ ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn nuôi hamster á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like. Còn nếu như mà có thiếu sót hay là cái gì đó thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới phần bình luận nha, và để mình có thể là cải thiện hơn và góp cho cái kênh của mình là nó càng phát triển hơn nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể điều trị những cái vết thương cho hamster khi mà hamster của bạn nó bị một cái vết thương nào đó nha. Và nếu như mà các bạn là người đang nuôi hamster hoặc là các bạn chuẩn bị nuôi hamster thì mình khuyên các bạn là nên xem hết cái video này của mình nha. Để làm chi? Để khi nào mà hamster của bạn mà nó bị thương á thì các bạn có thể xử lý kịp thời luôn, tránh cái hiện tượng đó là vết thương của hamster của bạn nó sẽ bị lở hoặc là bị làm mủ thì sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng của hamster của bạn rất là nhiều luôn. Đó. Ok, thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý để cái vết thương của hamster của bạn một cách kịp thời. Và cái này mình sẽ làm cho những cái vết thương nhỏ và những cái vết thương lớn luôn nha. Ok, thì đầu tiên và trước khi mình vào cái vấn đề chính thì mình sẽ nói sơ qua cái vấn đề mà tại sao mà hamster của bạn nó sẽ bị thương nha. Thì nếu như mà hamster của bạn nó bị thương thì chủ yếu là do hai nguyên nhân. Đấy, thứ nhất là chuồng hamster của bạn đó, các bạn để những cái đồ chơi hoặc là chuồng của bạn nó lòi những cái thanh sắt mà nó nhọn ra đó, hoặc là những cái đồ chơi mà nó có những cái vật nhọn á, thì hamster nó trong quá trình nó đi tới lui các bạn thì nó sẽ quẹt những cái vật nhọn đó, thì khiến cho da của hamster của bạn nó sẽ bị gọi là rách đó, hoặc là bị thương rất là nặng luôn. Đấy, còn cái thứ hai đó, mà mình thấy rất là nhiều bạn gặp luôn, đó chính là các bạn nuôi chung để một bé với nhiều bé khác thì dẫn đến cái hiện tượng là các bé có thể là giành thức ăn, hoặc là cái ngày đó tụi nó không có vui hay là gì đó thì nó sẽ cắn nhau. Những cái vết thương đó nếu như mà các bạn không xử lý kịp thời thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất là lớn và ảnh hưởng tới tính mạng của hamster của bạn rất là nhiều luôn. Vì thế trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn để trong quá trình mình nuôi hamster thì nói chung là mình nuôi thì nó cũng có bị thương và mình đã chữa trị thành công, nó lành lại rồi đó, nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đấy, để các bạn có thể gọi là xử lý kịp thời nhất những cái vết thương đó nha. Thì khi mà các bạn nuôi hamster thì mình khuyên các bạn hãy là quan sát của hamster của bạn mỗi ngày nha, các bạn quan sát coi là nó có bị thương hay là bị gì hết đó hay không. Đặc biệt là những bạn mà nuôi chung đó, các bạn mà nuôi nhiều bé với nhau thì các bạn nên kiểm tra thường xuyên để các bạn có thể xử lý đó, nếu như mà nó bị thương thì các bạn có thể xử lý kịp thời đó, để tránh là nó bị lở ra đó. Ok, thì khi ví dụ một con hamster của bạn nó bị thương nặng đi đó, thì các bạn hãy tách cái con đó ra đó, nếu như mà các bạn nuôi chung thì các bạn tách ra một cái lồng nhỏ nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy vật dụng mà mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nha. Đây các bạn, ở đây mình sẽ ví dụ nha, ví dụ một cái lồng nhỏ nhỏ như thế này, thì khi mà hamster của bạn nó bị một vết thương đấy thì các bạn hãy tách cái bé đó ra một cái lồng vừa như thế này thôi, đừng có rộng quá hoặc là đừng có lớn quá, để chi? Để tiện cho quá trình mà các bạn chăm sóc cái bé đó, để cho cái bé đó thứ nhất là được thoải mái hơn và cũng như là nó không có sợ những cái khác nữa đó. Ok, thì các bạn hãy chuẩn bị một chiếc lồng như thế này và nhốt hamster có cái con mà nó bị thương á vào riêng một chiếc lồng này nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái bài dụng cụ nữa đó, để mà phục vụ cho cái việc là trị vết thương cho hamster nha. Tiếp theo là một chai oxy dài các bạn, đây đấy rồi, và một cuồng giấy ăn đây, hay là còn gọi là giấy vệ sinh á, thì giấy này thì các bạn có thể mua tiệm tạp hóa đồ các kiểu đấy, chỗ nào cũng có bán. Và các bạn có thể sử dụng những cái miếng giấy mà loại hình vuông cũng được đó, nói chung là giấy ăn loại nào cũng được cho các bạn. Và cuối cùng đó chính là một cái bông tai đấy, bông tai như thế này đấy, các bạn có thể sử dụng bông tai loại nhỏ hoặc là loại lớn đều được hết đấy. Ok, thì tất cả những cái này thì các bạn có oxy già này thì các bạn có thể ra những cái tiệm thuốc tây để mua đấy, bông tai cũng vậy đó, còn giấy thì các bạn có thể ra tiệm tạp hóa để mua. Thì những cái dụng cụ này nói chung là rất là quen thuộc đối với các bạn rồi đúng không đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành để những cái quá trình mà các bạn có thể xử lý cái vết thương cho hamster của bạn thật là ok luôn nha. Và khi mà các bạn phát hiện hamster của bạn nó bị một cái vết thương thì chắc chắn là vết thương đó là đang trong cái tình trạng là nó sẽ bị nhiễm trùng đó, vì thế là các bạn hãy vệ sinh cái vết thương đó bằng oxy già nha. Đó, đây là oxy già, thì các bạn vệ sinh như thế nào đó, thì các bạn có thể
cắt ra một cái đầu nhỏ như thế này nè các bạn. Đó, và các bạn nhiễu trực tiếp vào cái vết thương đó luôn cũng được. Nhưng mà các bạn lưu ý giùm mình là các bạn giữ làm sao mà cho hamster nó không có liếm vào oxy già nha. Đó, để nếu như mà nó liếm vào oxy già thì có thể là gây tử vong cho nó. Cho nên là các bạn giữ cái miệng nó làm sao mà nó cho nó không có liếm vào oxy già. Thì các bạn có thể nhiễu một giọt vào vết thương đó, hoặc là hai giọt cái đó tùy theo vết thương nhỏ hoặc là lớn. Đó, để cho nó vệ sinh cái vết thương đó thật là sạch. Rồi, các bạn lấy giấy, các bạn lau liền nha. Đấy, các bạn lau liền, các bạn để oxy già nó sôi khoảng 3 giây thôi, 3 hoặc là 4 giây gì đó thôi, các bạn lau liền. Đó, và các bạn làm thêm một lần nữa, xong rồi các bạn lau liền luôn. Đó, để tránh hiện tượng là hamster của các bạn nó liếm vào cái oxy già đó. Và các bạn lưu ý là lau thật sạch nha, và lau nhẹ nhẹ thôi, để thôi là hamster của các bạn nó sẽ bị đau. Hoặc là cách thứ hai, các bạn có thể dùng cái bông tai như thế này. Đó, các bạn có thể đổ oxy già vào cái nắp của nó nè. Đấy, đổ đầy vào và các bạn nhúng bông tai này vào. Đấy, cho nó ướt cái bông tai này luôn. Và các bạn có thể là vệ sinh nhẹ nhẹ ở trên cái vết thương của nó. Rồi các bạn có thể lấy giấy lau lại cho nó sạch, để tránh hiện tượng là hamster nó liếm cái oxy già các bạn. Đó. Và cái việc vệ sinh bằng cái nước oxy già này á, thì mình khuyên các bạn là trong cái quá trình mà hamster của bạn nó đang bị thương á, thì các bạn hãy vệ sinh một ngày, các bạn có thể vệ sinh khoảng là 2 lần, buổi sáng và buổi tối nha. Thì hamster nó bị thương á, thì các bạn chịu khó là chăm nó hơn nha, để cho cái vết thương nó mau lành. Để thôi là nó không lành á, thì nó sẽ gọi là bị nhiễm trùng nha các bạn. Đấy, một ngày các bạn vệ sinh cho nó buổi sáng và buổi tối là ok nha, để tránh cho cái vết thương nó không bị nhiễm trùng nha. Đấy, thì các bạn nói chung á là các bạn vệ sinh đến khi nào mà cái vết thương nó lành thì thôi. Nếu như mà cái vết thương nhỏ nhỏ thì mình đoán là khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần thì nó sẽ lành lại. Còn những cái vết thương lớn á thì khoảng đâu đó là 3 tuần. Đấy, có khi là 1 tháng. À, sau cái phần vệ sinh này thì tới tiếp theo là cái môi trường mà các bạn nuôi hamster nha. Đó, thì hồi nãy mình có nói đầu video là các bạn tách cái bé mà bị thương á ra một cái lồng nhỏ để tiện cho các bạn để cái trong quá trình mà các bạn chăm sóc nha. Và một cái điều mà các bạn cần lưu ý là cái vấn đề đó chính là cái phần lót chuồng. Đó, lót chuồng thì các bạn tuyệt đối là không sử dụng mùng cưa để lót nha, không sử dụng mùng cưa các sang hoặc là bất kỳ cái lót chuồng nào mà đang bán hiện tại ở các shop hết. Vì sao? Vì những cái lót chuồng đó thì chắc chắn là nó sẽ có bụi các bạn. Đó, ví dụ như mùng cưa thì chắc chắn là nó có rất là nhiều bụi. Thì những cái hạt bụi đó thì mà khi mà các bạn lót cho hamster nó nằm lên á, thì trong quá trình mà nó vẫn đi tới đi lui á, thì chắc chắn là hạt bụi nó sẽ bám vào cái vết thương của hamster của các bạn và sẽ gây cái tình trạng là cái vết thương nó sẽ không chịu lành, và thậm chí là nó sẽ bị làm mủ hoặc là bị nhiễm trùng. Thì các bạn cứ vệ sinh hoài thì nó cũng vẫn không có lành đâu ha. Và các bạn thay vào đó, các bạn lót giùm mình, lót chuồng cho nó là các bạn lót bằng giấy ăn. Đó, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem luôn. Thì lót bằng giấy ăn thì nó sẽ không có bụi nha các bạn. Đó, và nó sẽ rất là sạch và sẽ khiến cho hamster của các bạn, cái vết thương của hamster của các bạn nó sẽ không có bị nhiễm trùng nữa. Đấy, còn chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là một điều là mình sao mà mình không lấy những cái băng keo cá nhân hoặc là cái gì mình dán vào cái vết thương của nó để cho nó lành lại, đúng không? Đó, thì cái đó là các bạn làm cũng chả có ích gì đâu. Đó, vì sao? Vì hamster là một loài chuột nhỏ, các bạn có đâu có thể lấy cái băng keo cá nhân hoặc là cái gì các bạn dán qua nó được, đúng không? Đó, cho nên là các bạn hãy áp dụng cái cách này của mình đó để tránh cho cái vết thương của hamster nó bị tiếp tục nhiễm trùng nha. Đấy, thì đây cái lòng mình ví dụ cho các bạn xem. Thì để lót giấy thì cũng đơn giản thôi các bạn xé ra những cái miếng giấy vừa vừa như thế này đó, và các bạn để vào lòng đây. Đấy, bạn để vào lòng và các bạn lót cái giấy ăn như thế này cho nó đến khi mà vết thương nó lành lại thôi nha. Đó, rồi các bạn có thể sau khi mà cái vết thương của nó lành lại thì các bạn có thể lót mùng cưa hoặc là lót chuồng lại bình thường. Đó, còn trong quá trình mà nó bị thương thì các bạn hãy lót bằng giấy ăn như thế này đấy, và cho nó nằm lên đây thì đảm bảo là rất là sạch luôn và không có bị bụi gì ảnh hưởng tới cái vết thương của nó. Và các bạn chịu khó là một ngày các bạn thay thường xuyên cái giấy ăn này là khoảng là 2 đến 3 lần. Đấy, nói chung là khi nào mà các bạn thấy nó dơ á, hơi dơ một tí thì các bạn thay liền cho mình nha, để tránh hiện tượng là cái vết thương của hamster nó sẽ bị nhiễm trùng nữa, thì mình sẽ chăm sóc nó rất là cực luôn các bạn. Đó, và thậm chí vết thương nó của hamster của các bạn thì nó sẽ không lành lại luôn. Đó, các bạn lưu ý giùm mình nha. Và tiếp theo đó chính là về cái phần mà thức ăn nước uống, đúng không? Đó, thì thức ăn nước uống thì nói chung á là các bạn vẫn cho nó ăn bình thường thôi, nhưng mà thức ăn á thì các bạn để một lượng vừa phải thôi, cho nó đủ ăn thôi, chứ các bạn đừng để nhiều quá thì có khi là nó ăn các bạn, nó sẽ làm đổ ra rồi sẽ gây dơ cái chuồng đó, dẫn đến là ảnh hưởng đến cái vết thương thì nó cũng không được ok cho lắm. Đó, ok rồi, thì nói chung đây là những cái điều các bạn cần làm trong quá trình mà các bạn điều trị cái vết thương cho hamster nha.
thì mình đã áp dụng cái cách này khoảng 1 đến 2 lần cho mấy con chuột của nhà mình rồi đó, và nó đã thành công. Và thậm chí là con chuột của nhà mình nó bị một cái vết thương rất là lớn các bạn, và mình áp dụng cái cách này thì nó vẫn là lành lại bình thường nha. Đấy, ok, rồi bây giờ mình sẽ tóm tắt được cho các bạn những gì các bạn cần làm khi mà hamster của bạn nó bị thương nha. Đấy, ok, thì đầu tiên là các bạn hãy vệ sinh cho hamster bằng nước oxy già một ngày khoảng 2 lần, buổi sáng và buổi tối nha. Đấy, thì các bạn trong quá trình hamster của bạn nó bị thương á, thì các bạn hãy chịu khó một tí để chăm nó để cho cái vết thương nó chịu lành nhanh nhất. Đấy, tránh hiện tượng là nó sẽ bị nhiễm trùng nữa, thì mình chăm sóc rất là cực luôn. Đấy, và thứ hai là các bạn hãy lót chuồng cho hamster của bạn bằng giấy. Đấy, bằng giấy ăn sạch như thế này. Đấy, thì tránh hiện tượng là sẽ gây nhiễm trùng cái vết thương của hamster của các bạn. Đấy, thì... và các bạn chịu khó thay cái lót chuồng này thường xuyên nha. Để khoảng một ngày thì các bạn có thể thay hai lần để tránh hiện tượng là cái giấy ăn này nó sẽ bị dơ á. Thì đây là hai cái cần thiết và trong quá trình mà các bạn điều trị vết thương cho hamster mà các bạn cần lưu ý cho mình nha. Đấy, ok, thì video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc các bạn. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay và bổ ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn nuôi hamster á, thì các bạn hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nếu như mà các bạn là người đầu tiên xem cái video này của mình nha. Ok, rồi video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. À, và mình quên nói với các bạn nữa là nếu như mà các bạn nào mà cần mua thức ăn hay là vật dụng cho hamster á, thì các bạn có thể ghé qua shop mình để ủng hộ nha. Thế nha, các bạn có thể đặt hàng vào trang fanpage, mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Đấy, thì trong trang fanpage các bạn hãy vào cái phần mà cửa hàng á, thì mình có để giá và hình ảnh tất cả các vật dụng thức ăn rồi luôn. Đó, các bạn có thể vào đó và tham khảo và ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.